Bụng bự. Tại sao không thích bụng bự? Bụng hơi bự nha. Bụng mình đâu có nhỏ đâu mà thích, người ta không thích ta. Nhưng mà đàn ông bụng bự thì khác, nó bị yếu á chị. Yếu gì? Yếu gì? Yếu gì để từ từ em tìm hiểu sao. Hả? Bạn nói cụ thể đại đi. Dạ, thường người ta nói đàn ông mà bụng bự thì sinh lý yếu. Chưa biết em ơi. Chưa biết em ơi. Chào em. Chào em. Chị Cát Tường chào anh Huyền Linh. À, chào ạ. Bạn tên gì? Dạ, em tên Tâm Ái. Tâm Ái. Tâm Ái hả? Dạ. Tên đẹp quá nha. À, bạn nay bạn nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 24 tuổi. 24 tuổi, mình đang làm nghề gì? Dạ, em bán quần áo, phụ kiện thời trang cho bạn nữ ở trên các mạng xã hội đó chị. Rồi, xin mời chàng trai chúng ta ra sân khấu. Xin chào bạn. Bên kia một cô gái tôi chưa thấy nhưng tôi nghĩ rất là dễ thương, tên Tâm Ái. Cái tên nghe nó rất là đẹp. 24 tuổi. Bạn tên gì? Dạ em tên Thái Bình, 28 tuổi. Thái Bình. Dạ. À, hai cái tên này hay nha. Hay à. Một bên Tâm Ái, một bên Thái Bình. Bạn làm nghề gì? Em là bên xuất nhập khẩu. Bên đây có đặc điểm nổi bật nhất là súng răng á. Cái gì? Súng răng. Đó bạn súng răng anh ơi. Ưu điểm của bạn là gì? Em nói nhược điểm của em nha. Ừ. Nhược điểm của em là nhát gái. Mà ưu điểm của em là cưa gái. Cái gì? Cưa là sao kỳ vậy? Vì mà em thì nhát gái thiệt á. Nhưng mà khi mà cái người nào mà em đã thấy em chọn thì em chắc chắn em sẽ cưa cho dính. Hồi đó giờ bạn cưa được mấy người rồi? Dạ hai người. Hai người? Dạ. Lý do tại sao cưa rồi ngã rồi lại đổ luôn? Đổ luôn rồi quên kéo lên là sao chìm luôn. Nói chung là hết duyên. Ái từ trước giờ có mối tình nào chưa? Dạ em có hai mối tình. Hai mối tình? Dạ. Cũng hết duyên nên chia tay luôn rồi. Dạ em thì không hợp, không phải hết duyên. Không tại sao không hợp? Quen bao lâu mới biết không hợp? Dạ gần đây nhất là em quen 3 năm, với lại em rất là tự ti về ngoại hình. Có thấy mình dư ký không? Dạ có. Cái điểm đó chị nghĩ mình có thể khắc phục được. Dạ nhưng mà đa phần là gặp mấy bạn trai á, ngay từ lần đầu gặp đầu tiên là thấy cho mình đập vô mặt mình là thấy tự ti rồi, mình chưa khắc phục được gì hết đó chị. Thế sau khi chia tay với bạn đó đến giờ thì mình vẫn chưa tìm được một người nào hết? Dạ đúng rồi. Dạ. Em mong muốn cái người bạn trai của mình, cái mẫu người lý tưởng về chiều cao, cân nặng bên ngoài của bạn trai mình như thế nào? Em thì không đặt nặng về vấn đề ngoại hình, tuy nhiên là em cũng muốn cao bằng em hoặc hơn một tí. Ừ. Tại thấp quá mà em đi giày cao thì nhìn cũng tội cho bạn ấy. Chắc là phải đô con một tí. Đô con là gì nữa? Thích thể thao. Tại sao bạn thích đô con? Dạ tại vì em cũng không có nhỏ mà bạn ấy nhỏ nữa thì nhìn đi giống số 10 anh ơi. Bạn mình thay đáp ứng được nhu cầu của nó chưa? Thể thao thì em có rồi đó. À rồi về đô con có không? Cũng có miếng. Bên đó cao mét mấy? Em cao mét 65 chị. 65 hả? Dạ. Tiêu chí của bạn tìm người yêu hình dáng thế nào, cụ thể thế nào? Em thì đơn giản lắm, cứ người yêu dễ thương, với lại là nếu mà biết nhậu thì càng tốt. Hả? Sao vậy? Thì em đâu biết nhậu đâu, nhiều khi đi chơi bạn bè rồi có bạn gái mà biết nhậu cái đỡ với mình hơn. Nhưng mà chị nói cho nghe nha, thường mà nhậu là hay bụng bự lắm đó, rồi em có thích bạn gái mình bụng bự tại nhậu không? Nhiều khi đi nhậu bụng bự rồi cho tập thể dục là hết bự rồi chưa? Bạn thích phụ nữ tóc dài hay tóc ngắn? Dài ngắn cũng được, miễn có tóc là được. Giống anh vậy là thích phụ nữ hiện đại hay là truyền thống? Quan trọng là tính hết người ta thôi. Tính hết là chính đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn không thích phụ nữ như thế nào? Dữ dằn. Dữ dằn. Người ghen tuông mù quáng, với lại một cái là đừng có tám quá. Tám quá là sao? Nhiều chuyện anh. À. Dạ. À, chúng ta sẽ xem mặt thử coi như thế nào ha. Rồi tôi sẽ thông báo với bạn. Để coi. Bên đây. Chào anh. Chào bạn. Sao vậy? Tròn tròn. Mũm mâm mũm mỉm. Bên kia cũng tròn tròn. mập bụng phụ nữ. Em không thích gì về người bạn trai của mình? Không thích. Em không thích bạn ấy nhậu bù nhậu với lại những người đàn ông yếu đuối ấy chị. Bạn có hay nhậu không vậy? Dạ không, em không biết thuốc, không biết nhậu. Không biết thuốc cũng nhậu luôn. Dạ. Rồi gì nữa không? Bụng bự. Tại sao không thích bụng bự? Bụng hơi bự nha. Bụng dạ. Mình đâu có nhỏ đâu mà thích, người ta không thích. Nhưng mà đàn ông bụng bự thì khác, nó bị yếu á chị. Yếu gì? Yếu gì? Yếu gì để từ từ em tìm hiểu sao. Hả? Bạn nói cụ thể đại đi. Dạ thường người ta nói đàn ông mà bụng bự thì sinh lý yếu. Chưa biết em ơi.
chưa biết em ơi. Quay quay cái bụng coi, quay cái bụng coi. Đâu bự lắm đâu chị. Hốt vô đó. Bây giờ bụng bạn có bự không? Cũng tạm tạm. Quay qua tôi nhìn mặt coi, cái gì mà tôi nhìn làm mai làm mối mà cứ quay mặt bên kia không, sao tôi về tôi biết được. Tôi nói được. Bên đây hơi dư kilo quá, bạn có ngại không? Không có gì, thì có gì đi tập thể thao với em thôi. Ok, vậy được ha. Dạ. Thoáng lên, miễn là tánh tình dễ thương học. Dạ đúng rồi. Tình hợp lý là được rồi ha. Dạ. Rồi, thấy cũng được đó. Và bây giờ chúng ta sẽ có 2 phút cho hai bạn gặp nhau. Kéo màn lên. Hai phút dành cho hai bạn. Chào anh. Chào em. Nó chưa thằng qua đó. Chúc em cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn anh. Dạ. Em có thường hay đi chơi bạn bè, đi xem phim hay là cà phê được không? Em thì không thích tụ tập bạn bè, đa phần là em chỉ chọn một người bạn thân nhất để mình đi thôi. À, nếu mà cuối tuần mà em có rảnh á, thì có thể đi xem phim với anh. Rủi như hai người đang đi coi phim ở đây trúng gió xỉu rồi có ẩm nổi không? Cố gắng chị. Ở dưới quê mặn lúa thì khiêng lúa nổi mà, chứ mà bồ khiêng nổi. Không, ở đây đô con lắm à, thấy có đùi kìa, ghê chưa, tay rồi. Em đọc đi coi. Nó banh mà. Bây giờ nhà anh cũng làm ruộng hả anh? Giờ cho thuê không chứ nhà không làm. Em nghe làm ruộng em cũng sợ, tại em không biết loại ruộng. Em loại ruộng lúa chết hết á. Em có thích đi du lịch không? Dạ có, em rất là thích đi du lịch. Rồi từng ngày mình xem phim từng sau về quê anh. Rồi từng sau nói làm gì anh? Thì từng sau rồi tính tiếp. Anh cứ alo là em lên đồ là đi ngay. Rồi, ok. Cái này mà dân gian người ta nói là chịu đèn nè. Đúng không? Alo lên đồ lên ngay đúng không? Dạ. Vậy nếu như anh tìm được một người bạn gái phù hợp thì anh nghĩ trong bao lâu anh sẽ kết hôn? Nếu mà bạn gái phù hợp thì có thể cuối năm nay. Lẹ dữ vậy, anh còn có 4 tháng nữa à? Nếu không được thì đầu năm thôi. Rồi nghỉ ăn cơm. Hết giờ. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái giây phút quyết định là có hẹn hò với nhau hay không. Đặt tay ra sau nút. 1 2 3. Tôi khỏi nhìn, tôi cũng biết là nhấn nút rồi. À, chúng ta dạ. Có một cuộc trao đổi hết sức là thẳng thắn cặp với nhau. Cặp này xứng đôi nha. À, và tôi nghĩ rằng hai bạn nói chung là nặng ký. Có thể cổng bàn này nổi không? Dạ nổi. Tao cổng thử đi. Dạ cổng đi xuống thôi. Thôi cổng thử đi. Để ra sao tính sao đi anh. Sao? Không, rất là dễ thương, rất là thẳng thắn. Chúc mừng hai bạn. Hy vọng rằng hai bạn sẽ còn tìm thấy nhiều điểm chung với nhau nữa. Khuôn mặt á thì ngũ quan trên khuôn mặt á là phải đầy đủ và mọc. Mọc đúng chỗ, mọc cân đối nha anh. Cái gì mọc đúng chỗ, mọc cân đối là sao? Tức là những cái cấu tạo trên khuôn mặt nó phải đúng vị trí á chị. Không lẽ cái lỗ mũi mặt mọc ngay cái trán mà không đúng vị trí. Cái này tiêu chuẩn lạ quá ta. Mời bạn Nam. Rồi, ngồi đi bạn. Chúng ta sẽ giới thiệu về mình lớn lên cho đối phương cùng nghe nha. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và quý vị khán giả. Chào bạn nữ bên kia bức rèm. Em tên là Trần Đình Trí, em sinh năm 1991. Em đến từ Phan Thiết. Hiện tại thì em đang là kỹ thuật viên điện thoại của trung tâm chăm sóc di động 24 giờ. Ở đâu em? Dạ, ở đường 3 tháng 2 đó chị. Thành phố Hồ Chí Minh ha. Dạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào quý vị khán giả. Xin chào anh trai ạ. Em tên là Quỳnh Thị Tuyết Mai ạ. Em đến từ Tiền Giang và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Em là nhân viên văn phòng. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, em 26 tuổi ạ. Rồi, mình cảm nhận về điểm mạnh, điểm yếu của mình là như thế nào Mai? Điểm mạnh của em là chắc là vui vẻ và cũng dễ giao lưu, dễ làm quen lắm. Còn điểm yếu thì là em hay nóng tính, là thẳng lắm. Nói chung là cái gì mà em không thích là em sẽ nói thẳng. Không sao, thẳng thắn cũng là một cái tốt mà. Ai hiểu mình thì sẽ chơi với mình thôi. Tính ra thẳng thắn không có tốt đâu em. Cũng kiềm chế chút xíu ha. Thẳng vừa vừa thôi. Em trai. Dạ thưa anh, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn những cái món cơ bản. Em rất là chiều bạn nữ. Bạn nữ nào cũng chiều hết luôn hả? Dạ không, có nghĩa là những dịp như 8 tháng 3 hoặc là những cái dịp mà 20 tháng 10 là em đều gửi những lời chúc cho các bạn nữ. Gửi nhiều lắm. Dạ. Ga lăng á, gọi là ga lăng đó ha. Điểm yếu của em còn gì nữa?
Dạ thưa chị, điểm yếu của em có lẽ là có thể là tính em quá nhút nhát trước người khác giới, trước người bạn khác giới. Đặc biệt là em rất là ngại bày tỏ tình cảm của mình trước người mà mình thích. Thật thà nữa, thật thà cũng là một cái điểm yếu của em nữa. Thật quá cũng thiệt hại cho mình á. Có sao nói vậy người ơi. Tình trường mình thì sao em, Mai? Dạ, em trải qua được hai mối tình rồi chị. Chia tay cách đây cũng khoảng hơn một năm rồi chị. Lý do tại sao chia tay? Lý do là anh ấy rất là tốt, nhưng mà có những điểm mà anh ấy có thể là chưa tốt lắm mà em thì không thể chấp nhận được. Và em cũng vậy, có thể là những cái tính của em cũng chưa tốt để anh ấy có thể mà sửa đổi vì em. Mình phải biết rút ra cái kinh nghiệm để mình có mối tình tiếp theo á, mình biết mình chỉnh sửa được. Dạ. Rồi em trai, em được mấy mối tình rồi? Dạ thưa anh, em có 3 mối tình nhưng tất cả chỉ là tình đơn phương thôi anh. Trời, đơn phương không á? Đơn phương gì mà 3 mối dữ vậy em? Có nghĩa là em thích người ta nhưng mà không biết người ta có thích em hay không. Em có bật đèn xanh cho người ta biết không? Dạ dạ thì em cũng có những ngày lễ em cũng có tặng quà cho mấy bạn đó. Tặng quà hả? Quà bình thường có tặng cái gì nó đặc biệt không? Dạ chưa. Thấy chưa, đôi khi người ta tưởng đâu em tặng quà là một người bạn bình thường thôi. Dạ. Phải có gì đặc biệt á, coi như là mở đèn xanh cho tao biết là mình đang để ý người ta. Rút kinh nghiệm một chút xíu, cô này là nói thẳng luôn nha. Quà thấy cổ là ô trời ơi, dễ thương quá, anh yêu em quá. Bây giờ nè, mẫu người em muốn là người như thế nào để chị qua chị kiểm tra, chị xem giùm cho em. Dạ về chiều cao á thì cao khoảng 1m7. 1m7 có. Có 1m7. Em cao 1m76 luôn chị. Rồi được. Về khuôn mặt á thì ngũ quan trên khuôn mặt á là phải đầy đủ và mọc đúng chỗ, mọc cân đối nha anh. Cái gì mọc đúng chỗ, mọc cân đối là sao? Tức là những cái cấu tạo trên khuôn mặt nó phải đúng vị trí á chị. Không lẽ cái lỗ mũi mặt mọc ngay cái trán mà không đúng vị trí. Cái này tiêu chuẩn lạ quá ta. Bên kia. Em muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Dạ thưa anh, em muốn tìm một người phụ nữ giỏi việc nội trợ. Bạn nữ đó mắt to, tóc dài. Mắt to, thế nào là to? Dạ chẳng hạn như mắt bình thường, mắt mà to anh. Không phải là nhỏ. Người ta gọi hay gọi là mắt bò đó. Trời. Mắt bò là, không phải thiệt, mắt đẹp như mắt bò tức là lông lanh nó to rồi đó. Mắt mắt bò gì trời. Rồi còn gì nữa em? Dạ bạn nữ đó bình thường thôi anh, có nghĩa là không có trang điểm đậm quá, bình thường thôi. Có nghĩa là không thích trang điểm đậm hả? Dạ. Qua kìa. Anh biết mà. Em chào chị ạ. Vậy là đậm hay là lạc hay là bình thường? Dạ em nghĩ là bình thường đó chị. Không có đâu. Nói thiệt đi, mình thật thà mình nói thiệt đi. Nói thiệt đi. Dạ em nghĩ chị như vậy là đẹp rồi ạ. Đẹp rồi phải không? Có cái điều gì mà em không thích ở người bạn gái không? Dạ em không thích bạn nữ mà quá nhiều chuyện á chị. Có nghĩa là chuyện gì cũng đi nói á chị. Bà Tám. Dạ bà Tám. Dạ. Thôi em chỉ vậy thôi. Trời ơi, nãy giờ tôi đứng im tôi có nói gì đâu trời. Một hồi nữa gặp bạn gái rồi làm sao mà nói chuyện được. Phải tự tin lên. Nếu mà em quen được thì bao lâu em tiến tới hôn nhân được? Dạ có thể là năm sau chị ạ. Năm sau, chuẩn dạ. Bị mọi thứ chưa? Dạ rồi chị ạ. Lấy nhau về mình lập nghiệp ở đâu? Mình sống ở đâu? Dạ hiện tại thì em ở Sài Gòn, nhưng mà có thể tương lai là em sẽ về Phan Thiết ạ. Tương lai là bao lâu? Tương lai gần hay tương lai xa? Dạ có thể là năm sau, có thể là năm sau. Có nghĩa lấy vợ xong mình sẽ đưa về Phan Thiết? Dạ em nghĩ là có thể vậy ạ. Vậy là cái này em phải hỏi bên kia, trao đúng đổi không? Với bên bạn gái bên này coi bạn gái có đồng ý cái như vậy hay không. 80% là hai bạn có thể hợp với nhau. Còn cái vấn đề mà đi về Phan Thiết thì cái đó em phải trực tiếp em trao đổi, cũng hơi khó cho em á. Dạ. Chắc biết đâu vậy, phải thích Phan Thiết thì nha. Sao nha. Rồi. Ô chào em gái xinh đẹp. Dạ, nói cho anh bên đây anh hiền lắm, nhưng mà có một vấn đề nãy giờ hai bên trao đổi là anh về Phan Thiết đó. Dạ. Thấy sao? Thì nếu như mà thương nhau thì anh đi đâu em đi đó thôi. Làm dâu ổn không em? Nấu ăn đồ ổn không? Chuyện làm dâu thì bình thường chị, tại vì em suy nghĩ thế này, chồng em cũng là do ba mẹ em ảnh nuôi ảnh, rồi sinh ra ảnh, rồi cho ảnh hình hài, cho ảnh sức khỏe. Thì bây giờ mình thương ảnh thì mình phải thương luôn gia đình của ảnh. Hay quá. Việc làm dâu thì không khó. Chịu em gái được rồi đó. Chịu rồi đó. Thôi bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi nè. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với chị gái của em ạ. Chị ruột hay sao? Dạ. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào em. Chào bạn trai bên đây và chào toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay ạ. Em chào chị ạ. Chào em. Bé thì bé hòa đồng lắm, nhưng mà điều có cái là trong tình yêu thì nó khó lắm. Dạ. Bởi vậy ế tới giờ. Thấy em trai chị được thấy không? Em trai bên đó là sao? Em thấy thì ok á, nhưng mà hai đứa thì không biết sao. Coi như chị ok rồi ha.
hứa với chị gì đi. Dạ, thưa chị, nếu như em và em của chị đến với nhau thì em hứa sẽ chăm sóc em chị đi đến hết cuộc đời của em ạ. Rất chân thành. Em đi với ai? Dạ thưa anh, hôm nay em đi với mẹ em ạ. Dạ chào cô. Dạ con chào cô. Chào con. Chào chương trình. Cô này thì cũng được. Nói chung cũng do hai đứa tìm hiểu với nhau. Nếu mà được thì cô cũng tán thành, cũng ok luôn. Không có gì hết. Cưới liền không cô? Cưới liền cũng được. Rồi, cảm ơn cô. Bây giờ mình chuẩn bị gặp bạn gái bên kia nha. Rồi, kéo màn lên. Lên. Rồi, mời hai bạn. Chào em. Em có món quà tặng anh. Hôm nay anh có chuẩn bị cái món quà này tặng cho em. Anh chuẩn bị rất lâu rồi. Cái này là anh tự cống hay sao mà là chuẩn bị rất lâu? Anh mua nhưng mà anh mua cũng lâu rồi. Rồi, cảm ơn anh ạ. Ủa là mua vỏ bông này lâu rồi hả? Mua lâu rồi chị. Mua mấy ngày rồi em? Dạ, cách đây 3 ngày ạ. Mua cách đây 3 ngày hả? Thiệt thà tới mức vậy luôn vậy đó. Nhưng mà lý do tại sao phải mua trước 3 ngày? Tại vì em chuẩn bị trước ạ. Kỹ tính vậy hả? Lo hả? Sợ bữa nay ngoài chợ hết bông. 2 phút bắt đầu. Nãy giờ, không biết là nãy giờ em đã có những cái cảm nhận về anh như thế nào rồi? Em hiện tại thì em cảm nhận anh rất là run. Thấy anh hồi hộp lắm, nhưng mà anh cứ thoải mái đi. Lúc đầu thì anh hơi run vậy á, nhưng mà sau này thì anh tự nhiên là anh bình thường lại à. Thôi giờ hát bài cho hết run đi. Hôm nay anh đến với chương trình thì anh có chuẩn bị một cái bài hát Yêu Em Thương Em, anh hát một đoạn tặng em. Đứng dậy. Đứng kế bên nhìn hát cho đỡ run đó. Nhìn vô mắt bạn gái nha. Yêu em, anh thương em, anh sẽ nắm lấy đôi tay em, đưa anh đi thật xa, không lo gì nhé. Chỉ cần nơi đó có anh là có em. Tiếp tục. Dạ hết rồi. Trời ơi. Đang hay mà. Đáp lại không em? Đáp lại không? Em gửi tặng quý vị khán giả một đoạn trong ca khúc Khúc Hát Ân Tình. Người từ là từ phương Bắc đã qua dòng sông sông dài tìm đến nơi này một nhà thân ai ơi. Tình bắt duyên nam là duyên, tình chung muôn đời ta đắm say. Rung quá. Thôi hai người nắm tay nhau cảm nhận cái như thế nào coi. Đó, nắm thử coi hai người nắm tay nhau nào. Đừng có ngại gì đó. Đó hai người tự cảm nhận coi sao đó. Có thể nói là lần đầu tiên mà gặp em, đặc biệt là nghe giọng hát của em á, con tim anh như muốn tan chảy luôn. Em hát quá hay. Có thấy điện gì chưa? Dạ có ạ. Bây giờ coi như cảm nhận tất cả mọi thứ rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu trò chuyện đi. Hẹn hò như thế nào? Rồi hỏi cái vụ đi về Phan Thiết đó em. Thuyết phục bạn gái đi em. Nếu sau này, anh chỉ nói sau này thôi nha. Ví dụ anh muốn về Phan Thiết, tại vì ba mẹ anh ở Phan Thiết rồi, thì ý em như thế nào? Như hồi nãy em nói là nếu như mà hai đứa mình thương nhau á thì anh đi đâu em theo đó. Nhưng mà ví dụ như một tháng anh phải cho em về Tiền Giang thăm ba mẹ em lần. À, cái đó là bình thường quá rồi. Thậm chí là ngày nào anh cũng cho em về cũng được hết. Trời ơi. Phan Thiết, Tiền Giang làm như gần sát bên vậy. Dạ. Gì nữa không? Nhanh nhanh đi, còn có 30 giây cuối cùng thôi. Anh thấy em rất là hiền, giọng nói rất là ngọt ngào, rất là dễ thương. Ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh rất là mến em. Đặc biệt là cái giọng hát của em á. Nãy anh lắng nghe giọng hát của em mà trái tim anh á, nó rất là nhiều cảm xúc muốn tan chảy. Nào nãy giờ bạn ấy nói hết cảm anh xúc mình rồi. Anh trai là tan chảy nãy giờ hai lần rồi đó. Giờ tới phiên em đi. Cảm nhận của em thì em cũng thấy ảnh cũng dễ mến, cũng dễ gần, có vẻ rất là thật lòng. Tại vì lúc mà anh nắm tay em, anh nắm rất là chặt. Rồi. Rồi, hết giờ. Đưa tay vào nút bấm suy đi hai bạn. Suy nghĩ cho kỹ các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm để suy nghĩ quyết định. Quyết định là chúng ta hướng đến một điều xa hơn, chứ không phải bấm nút để uống cà phê rồi về nghỉ nha. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau nào. Mạnh mẽ lên em. Xin phép chị à. Dạ em xin phép chị. Xin phép gì nói luôn đi. Dạ em xin phép chị cho em hôn chị của em của chị. Dạ.
đúng. Không đi em.